Nhân dịp rằm tháng 8, Nightside xin hướng dẫn chúng ta cách vẽ một họa tiết vô cùng đặc trưng của Trung Thu nha. Và như truyền thống, bắt đầu video của Nightside luôn là một tuyệt tác slide PowerPoint với hiệu ứng chuyển động mãn nhãn do mình tự thiết kế 100% bằng PowerPoint thông qua 561 animation trên một slide. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần vẽ hình khối và vẽ một hình chữ nhật bo tròn. Sau đó, chúng ta kéo điểm vàng sang bên phải để bốn góc được tròn tối đa. Bước tiếp theo, chúng ta giữ Ctrl Shift kéo hình xuống dưới để nhân đôi thẳng hàng và kéo điểm trắng ở dưới đáy để thu hẹp chiều dọc của hình. Chúng ta tiếp tục giữ Ctrl Shift kéo hình xuống dưới để nhân đôi thẳng hàng và giữ Ctrl kéo điểm tròn ở cạnh để kéo dài về hai phía đối xứng nhau. Sau đó, chúng ta lại copy hình có kích thước bé để chút nữa làm khoảng cách giữa các đám mây. Hình cuối cùng nhân đôi, chúng ta có thể thay đổi vị trí và kích thước để mang đến tính đa dạng cho khối vật thể. Bây giờ, chúng ta sẽ giữ Ctrl Shift để nhân đôi hình bé sang bên phải và tô màu nền là màu trắng. Chúng ta xen hình màu trắng vào hình ban đầu để tạo ra vệt khuyết cho đám mây. Sau đó nhân đôi thêm một hình nữa và đặt về phía đối diện. Chúng ta giữ Ctrl Shift copy cả cặp xuống và thay đổi vị trí để mang đến tính ngẫu nhiên, đa dạng cho đám mây. Bước cuối cùng, chúng ta giữ Shift chọn tất cả hình khối màu xanh rồi vào Merge chọn Union để hợp nhất là một. Chúng ta để chuột ở phía bên ngoài slide, kéo chọn thật rộng để bôi đen tất cả vật thể. Sau đó chúng ta vào Merge chọn Subtract để cắt hẳn đi những hình màu trắng. Và thành quả chúng ta sẽ có một đám mây rất trọn vẹn và tinh tế như thế này. Nâng cao hơn nữa, chúng ta có thể ứng dụng kỹ thuật vừa rồi để tạo ra các phần khuyết trên một hình tròn, qua đó tạo cảm giác mặt trăng đang bị che khuất bởi những đám mây. Và nhân dịp Tết Trung Thu, Nightside xin dành tặng cả nhà một bộ slide tuyệt đẹp với những hình ảnh, họa tiết đặc trưng truyền thống của ngày lễ này nha. Chúng ta có thể tải miễn phí tại nightside.vn/trungthu2021. Và bí quyết sáng tạo nên những tuyệt tác PowerPoint với animation đỉnh cao mãn nhãn như thế này thì mình xin phép bật mí trong khóa học PowerPoint của Nightside nha. Cùng tham gia khóa học PowerPoint online của Nightside để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của Nightside, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.